Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Bình. Anh có giao lưu với anh em một số gốc mai tàn để anh em chơi Tết nha. Cây là anh em đem về là chơi ngay Tết luôn nha anh em. Xíu nữa anh Bình sẽ báo giá công khai luôn. Còn anh em nào thiện chí gốc nào thì alo trực tiếp anh Bình để mình sở hữu các bạn ơi. Giá rất là hợp lý nha anh em. Cây khủng nha. Cây tàn rất là khủng nha anh em. Gốc này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? 7m ha. Tán ngang tầm khoảng nhiêu anh? Rồi, tán ngang 6m. Quá tài bộ tàn lớn luôn. Chân cành múa lượng nha. Đây, cây này nút rất là nhiều nha. Cái này kịp Tết không anh? Kịp luôn, cây đây đón xuân luôn. Đón xuân luôn ha. Rồi, cái tàn này về là anh em chơi liền luôn anh em ơi. Rất là cao nha. Tàn nguyên thủy nha. Đây, để cho bạn xem một tàn đó. Cây này rất là lực cây anh em ơi. Mặt bông được khoảng nhiêu cánh anh? Bông 5 lên tới 10 cánh. Rồi từ 5 đến 10 cánh ha. Cây này trên 100 năm luôn á. Nhiêu năm tuổi anh? Trên 100 năm tuổi. Trên 100 năm ha. Dạ. Rồi chia sẻ của anh Bình là cây này trên 100 năm tuổi nha anh em. Cây này là nước nguồn gốc. Đây, đi một vòng cho anh em xem nha. Chân cành rất là lực nha, lớn nha. Cái này làm như cái tàn. Cái này chơi theo cái phong tàn gì anh Bình? Cái này nếu mà về chơi chỉnh sửa lại chơi tàn dù. Tàn dù ha. Đây, ở đây có mấy cái khúc cạnh đây nè, anh em có thể anh em cắt cũng được nha anh em. Thôi anh em để nha. Tăng lên khóc thân cao nha. Đây có nhầm dưới cục bú nha anh em. Đây đang nổ thù rất là lớn nha. Cái này lên xù gì anh Bình? Đây lên xù chảy rồi, đang nổ. Xù chảy nha. Dạ, nổ. Đang xung anh. Dạ, đang lên. Lên bao nhiêu phần trăm rồi anh? Đây lên cả 20%. Rồi đang lên mạnh anh em ơi, khoảng 20% nha. Đi từ xa luôn cho các bạn xem lại cái bộ tàn mặt phía đây. Đây. Quá xá bộ tàn luôn. Tàn này về mình coi nhẹ nhẹ đó là chơi liền anh em ơi. Tàn lớn nha. Dạ. Rồi kiểu chủ nhà ca né, hồi xưa ca chồng ca bẻ né né kìa. Dạ. Chứ không phải là để bằng đi. Cây này quá lực luôn. Cái này khi nào anh em nào thiện chí anh em đến tận chỗ cái nhà của anh Bình đó, anh em xem cái cây này rất là lực nha anh em. Giá cả đưa ra cây này rất là hợp lý. Mềm phao luôn. Đây. Wow. Hết hồn bộ đế. Cái bầu này bứng khoảng bao nhiêu mét rồi anh Bình? Bầu này trên 2 mét. Bứng trên 2 mét hả anh? Dạ. Ở đây do xe ngay quốc lộ anh em, xe chạy quá nhiều nha, cái mình nói chuyện khi nó hơi nhỏ nha, có gì anh em thông cảm. Rồi cái bầu nó bứng gần 2 mét. Đế đây. Đế khủng long. Wow. Ở đây có cái nó chạy hay bị gì anh? Dạ bị vận chuyển anh. À cái cẩu ha. Dạ. Nó chạy một lớp da nhẹ nha anh em. Đây nè. Xử lý rồi. Còn ngoài ra là cây liền lạc không thể tích nha. Cây rất là đẹp. Đế bỏ điều hết. Đế là khỏi bàn rồi. Quá tay rồi đế. Đế bỏ móng hết trơn nha anh em. Đây nè. Quá lực luôn, đưa tay cho anh em so sánh với em. Quá tay. Rồi mình cho các bạn cái thông số đó anh. Quạnh nhiêu anh? 78. Rồi 78 quạnh. Rồi thoát thân mét rưỡi anh em ơi. Rồi đo tổng thể đồ đế này khoảng nhiêu anh? 3 mét mấy anh? Rồi nồi đế là trên 3 mét anh? Trên. Rồi đi một vòng lại cho các bạn xem lại cái nồi đế nha. Một lần nữa nha. Đây. Bộ đế quá dữ anh em ơi. Đế cả 3 mét rưỡi. Đế khủng hoảng luôn. Rồi nồi đế là khoảng 3 mét rưỡi nha. Chảy đều hết. Đo thử cái chiều đế nó sổ ra khoảng bao nhiêu ra anh Bình? Nhiêu anh? 72. Rồi 7 tấc 2 anh em ơi. Đế nó chảy xuống nha, chảy đều hết. Chảy ra sổ tới bầu nè. Cái này ý cách bớt nha anh em. 7 tấc nha. Đế đặt đế luôn. Rồi đi từ xa cho các bạn xem lại bộ tàn lần nữa nha. Chân cành cái này nó múa lượng rất là đẹp. Này về mình chỉ cần mình bấm xương xương nhẹ nhẹ cho cái tàn nó tròn là cái này chơi được quá ok luôn nha.
phong rất là cao. Rồi số 1 này mình giao lưu với anh em giá tầm khoảng nhiêu anh? Dạ 250 triệu anh. Rồi 250 triệu anh. Dạ. Là mình có bao xếp vậy không anh? Dạ bao xếp 200 km. Rồi 250 triệu anh em ơi, bao xếp 200 km nha. Rồi tiếp theo mời các bạn tham khảo góc mã số 2. Đây một cây mai tàn, một cốt đi lên. Đây dàn xương quá đẹp luôn. Góc này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Chiều cao tầm khoảng 5m. Rồi chiều cao 5m, còn tán ngang tầm khoảng nhiêu anh? Tán ngang cả 5m. Rồi tán ngang 5m luôn. Cây tàn thiên nhiên nguyên thủy. Đây mặt bông nè anh em ơi. Nút nụ nha, cái này ngay Tết luôn không anh Bình? Ngay Tết. Ngay Tết luôn ha. Mặt bông nó là làm sao mình chia sẻ cho anh em luôn anh? Mặt bông này là cây vỏ hộp 12 cánh chim. Dạ. Rồi, mình bao bông luôn ha anh Bình? Bao bông 12 cánh không. Rồi cái này giáo zin nha các bạn. Bông giáo zin 12 cánh nha, bao bông luôn nha. Tàn này là Tết cho bông là bung lụa luôn. Một cốt đi lên. Chỉ cần khỏi nói. Cây này tiềm năng luôn anh em ơi. Đây mặt phía đây đây. Cốt cành thì đóng đều nha, từ dưới lên trên một bát đi lên luôn. Tuổi đời này cái này sao anh Bình? Cây này năm mấy năm, 51 năm. Trên 50 năm hả anh? Trên năm. Rồi nhưng mà nước da mình thấy nó còn rất là non anh em ơi. Cái này về mình nuôi nó phát nha. Cốt cành thiên nhiên mà nó rất là lực ra đây nè, lớn nha. Tay cành nè. Chảng chảng không. Một cốt thẳng đứng đi lên nha. Tay cành ưng ý luôn. Rồi đây là lò đế đây. Đây, củ khá là nở nha. Đấy, đế đều hết luôn. Đế này mình làm đế hết chưa anh? Chưa, mua sao đã vậy đó. Rồi nguyên zin luôn ha. Dạ. Đây, đế có tất cả mặt các bạn nè. Chảy đều hết nha. Cây này quá chuẩn luôn nha. Mức giá đưa ra thì xíu nữa anh báo anh em bất ngờ luôn. Quá hữu nghị để anh em về chơi Tết, chơi liền luôn trong năm nay. Xong qua Tết anh em xuống trọng luôn. Rồi mình cho các bạn cái thông số luôn anh Bình ơi. Này 69 nè. Rồi 69 anh đo xích trên cao xíu nè. Đo nhiều thông số cái này cho các bạn xem. Đây 66, 65. Rồi 65. Thóc thân luôn anh ơi. Rồi sẵn tay anh đo cái tay cành luôn anh. Thót thân 34. Tay cành lực. Tay cành 31. Rồi tay cành 31. 2m anh ơi. Rồi nồi đế này nó áo cái mặt trên là khoảng 2m các bạn ơi. Rồi mình đi từ xa lại cho các bạn xem lại cái bộ tàn này một lần nữa nha. Cái này tàn đẹp quá. Đây, rất là tròn nha. Này về là mình chơi liền. Giáo zin và 12 cánh zin này. Dạ. Đặc biệt cây này thì ảnh bao bông luôn nha, là bông là giáo zin 12 cánh. Giáo zin là bông rất đẹp nha anh em. Bông 12 cánh bông lớn nha. Dạ. Miễn ly à. Rồi thí dụ mình giao lưu với anh em cây này là khoảng tầm giá khoảng nhiêu anh Bình? Dạ cây này em giao lưu là 140 triệu anh. Dạ. Là mình có hỗ trợ bao xếp không anh? Dạ bao xếp 200 km. Rồi ok, tầm giá 140 triệu anh em sở hữu cây này là quá ok nha anh em. Bao xếp 200 km nha. Cây này tiềm năng luôn. Vừa anh em vừa chơi đẹp mà vừa mau lên tiền luôn nha. Rồi mời các bạn tham khảo góc mã số 3. Tàn nguyên thủy luôn các bạn ơi. Chiều cao này tầm khoảng nhiêu anh Bình? 3m rưỡi anh. Rồi chiều cao 3m rưỡi. Tán ngang tầm khoảng nhiêu anh? Rồi tán ngang 4m. Cái này cái thân nó lắc lượng rất là đẹp anh em. Chân cành múa nha. Múa đều hết luôn. Đây cái tàn nè. Tàn lớn nha. Mặt bông đến điểm là khoảng nhiêu cánh anh? Bông này 5 đến 8 cánh. Rồi, từ 5 đến 8 cánh. Này về chơi Tết luôn nha. Rồi, ngay Tết luôn ha anh. Dạ, đón xuân luôn. Rồi. Đây mới đem về. Rồi, chân cành mỹ miều nha anh em. Đây nè. Rồi đấy, khỏi chơi. Nút nụ lớn nha. Cây này giá cũng rất là mềm nha anh em. Xíu nữa ảnh sẽ báo giá luôn, công khai luôn. Một cốt đi lên, thân lắc lượng. Rồi, đây là nồi đế đây. Wow. Đế cuộn cuộn luôn. Cái này mình biết tầm bao nhiêu năm tuổi chưa anh? Cây này 36 năm. 36 năm ha. Rồi cây này cây tiềm năng tương lai luôn. Mình thấy nút nụ đâm người từ thân luôn nha anh em. Đây nè. Rồi, đế quá đẹp luôn. Đế trồng đế. Cái này xưa nó có nằm bồn lưu gì không anh? Dạ không, nằm thiên nhiên ở ngoài.
Tự nhiên ha, tự nhiên mà đế sổ xuống quá đẹp anh em ơi. Củ nở nha. Thân sắn nhẹ. Lắc đều lên luôn. Thân chưa hết sợ. Dạ. Rồi mình đo thông số luôn cho các bạn tham khảo luôn anh. Ở vị trí này 54. Rồi 54. 50. Rồi 50. Rồi náo thử cây nào đấy nạt cho anh em xem. Rồi 1m8. Anh đo sẵn tay đo thử cái thốc thân luôn anh. Thốc thân 60. Rồi thốc thân 60. Ok anh ơi. Rồi mình đi từ xa anh quay lại cái bộ tàng một lần nữa. Tổng thể hết luôn nha. Tàng thiên nhiên mình thấy nó cũng đều. Này về mình bấm nó nhẹ nhẹ cho nó tròn cái tạng là chơi. Cái này cái thân nó đẹp, có duyên. Đây. Rồi mức giá mình muốn giao lưu với anh em là tầm bao nhiêu anh Bình? Dạ cây này em giao lưu là 60 triệu anh. Dạ. 60 triệu là mình hỗ trợ bao xếp anh? Dạ, bao xếp 200 km. Rồi 60 triệu bao xếp cho các bạn là 200 km nha. Cái này Tết cho bông bung lụa luôn nha. Bông là anh bao đẹp luôn nha anh em. Rồi tiếp theo các bạn ơi. Gốc qua mã số 4 nha. Đây. Một cây mai tàng nguyên thủy, coi cái tàng một từ lưa vậy nè. Mà nó đều nha anh em, cái này về mình chỉnh sửa nó bấm cho nó gọn lại xíu nữa. Là nó đều là tàng này rất là đẹp nha. Dáng nó siêu siêu nha. Đây. Cái này lên xu khoảng nhiêu trăm rồi anh Bình? Lên xu cũng nhiều à. Nhiều. Đang lên mạnh hả anh? Đang lên đây về dữ lắm rồi. Đây. Có 30% xu nữa. Mấy nách đổ lội là đã trơn. Dạ. Cây này tuổi đời nó sao anh? Cây này tuổi đời có 50-60 năm rồi. Dạ đúng rồi, em thấy tai chi nó làm như tai chi cổ vậy anh. Dạ dạ. Đây từ xa nha anh em. Bộ tàng ở phía đây nha. Cái này khi anh bứng về anh để nguyên bản luôn, anh không có cắt hay gọt gì anh nha. Cái này thích hợp cho anh em về rồi anh em chỉnh sửa thể ý của mình, rút tàn vô cho nó lực cái chi cành á, mình chơi hả. Đây. Có khúc chủ lên nha, dùm dựng lại nha anh em. Phía đây nha. Cây đang lên xù mạnh nha. Đế thì bao đẹp luôn. Đây. Đế sổ. Cây nó dáng siêu siêu. Mặt bông là khoảng bao nhiêu cánh nha anh? Cây này mặt bông là 9 cánh thăng lên. Là từ 9 cái lên hả anh? Dạ. Dạ. Cái này là ngay Tết luôn không anh Bình? Ngay Tết. Rồi cái này là vài bữa là anh em có kết quả nha anh em. Mặt bông là anh bao là từ 9 đến 12 cánh nha. Đây đế quá đẹp luôn. Đế đều tất cả các mặt luôn. Chiều cao này tầm khoảng nhiêu anh? Chiều cao này có 4m5. Dạ. Còn cái tán ngang tầm khoảng nhiêu anh? Tán ngang là 6m à. Rồi tán ngang 6m. Đế nè. Chân trống chân kiệu thì có hết luôn. Đế lực nha. Đấy khỏi nói đây cực kỳ đẹp. Wow. Rồi mình cho các bạn cái thông số luôn ha anh Bình ơi. Ở đây thì gần mặt lộ, ảnh phá cái chìa khóa lại nha anh em. Thông số 50 anh. Rồi 50 còn chuẩn anh. Dạ. Rồi ok anh ơi. Rồi anh Bình sẽ đo cái đường kính ngang cái bầu luôn. Cái đế là muốn hết cái bầu luôn nha anh em. Đường kính ngang 1m. Rồi đường kính ngang 1m. Rồi ok anh ơi. Cây nhỏ mà mình bứng cái bầu lớn này. Cây là mình thí dụ mình giao lưu với anh em là bao sống khỏe hết ha anh Bình. Bao sống khỏe hết. Dạ. Rồi mặt tàng từ xa nha. Đây. Tàng này anh em nhìn thấy nó thưa 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 chứ gì. Mình chỉnh sửa mình gút vô là cái tàng nó đều lên liền nha. Cây đế đẹp. Bông là bông giáo riêng 9-12 cánh. Rồi thí dụ gốc mở số 4 này giao lưu với anh em là giá tầm khoảng nhiêu anh? 40 triệu. Rồi 40 triệu giá quá hữu nghị luôn anh em ơi. Để có một cây mai tàng lớn chơi Tết nha. Đế đẹp, cây tiềm năng luôn. Bao xếp cho anh em 200 km. Giờ là chơi cỡ luôn à. Dạ. Rồi anh em nào thiện chí lúc nào thì alo trực tiếp anh Bình để mình sở hữu.